nói tất cả những câu chuyện mà tất cả quý vị đang muốn nghe, đúng không? À, trước tiên cũng giống như những gì mà bà con cô bác anh chị luôn luôn hóng cái chuyện, luôn luôn hóng cái chuyện nè của Le Le nè, hóng cái câu chuyện của thầy, thì câu chuyện của thầy bữa nay nó đỡ lại rồi, đỡ lên rồi, ổn định rồi. Thôi giờ câu chuyện cho Le Le lên ngôi đi ha. À, Le Le lên ngôi và luôn luôn đe dọa người khác, đúng không? Thì hôm nay Thọ Nhân cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó, quay qua cái câu chuyện này sóng gió gia tộc đi, chứ giờ đụng tới cái chuyện thầy chùa nó quýnh cái nít em nãy giờ đó, đi nãy giờ là đi khiếu kiện lại đó mới lấy lại được cái nít đó cả nhà, phải giỡn đâu. Thì cái câu chuyện của nàng Le Le và anh Mông Bụt chuẩn bị để đính hôn, thì đối với cá nhân của Thọ Nhân đó nha, tôi không biết yêu mến, thích không thích gì không biết, nhưng mà tôi cũng chúc phúc cho hai người, luôn luôn cho hai người được trăm năm hạnh phúc, ngàn năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, đừng có giữa đường gãy gánh là được rồi. Cái điều đó đều mình chúc phúc, tại vì mỗi con người sinh ra họ được quyền yêu, người này được quyền yêu người kia được quyền yêu người nọ, yêu cũng được, làm cái gì cũng được, tại vì cá nhân của mình, bản thân của mình, con người của mình, quyền tự do của mình thì mình muốn làm gì, nhưng cái tự do của mình là chuyện của mình, nhưng cái tự do của mình đừng có dùng cái quyền tự do mình đi mạt sát người khác. Mình mạt sát người khác thì tại sao mình lại cấm người khác không cho người khác mạt sát mình, đúng không? Cuộc đời này nó ngộ đúng vị, có qua có lại mới toại lòng nhau, có qua thì phải có lại chứ, đúng không? Đó, có qua thì có lại mới toại lòng nhau, chứ cuộc đời này không có qua có lại. Vì sao cái cô này là ở cái mạng xã hội này nó ngộ vậy nè quý vị? Để nó có một vấn đề mà Thọ Nhân nói cho tất cả quý vị nghe. Thứ nhất á, những người họ muốn một cái candle để được nổi tiếng. Cái người nổi tiếng tự phong, và có người nổi tiếng tự tất cả công chúng đưa lên trong cái nổi tiếng đó, giống như Hồng Loan. Hồng Loan là cái người nổi tiếng mà tất cả họ nhìn nhảy trong cái tình thương, họ đưa lên cái nổi tiếng đó. Còn một người nổi tiếng là muốn coi người khác chú tâm vào mình, người ta chửi mình nổi tiếng. Tại vì cái cô hậu này nè, cô hậu nào cổ chìm rồi, cổ chìm từ khi mà bé mớm đang trả quà đó, thì cái cô này đang chìm từ cái dạo đó, và cái anh bong bóng đó đang chìm từ cái dạo đó. Thì bây giờ cái dạo đó, thì bây giờ cô này muốn làm lên một cái candle để đánh bóng cái tên tuổi mình ở lại, không cần người nào đưa lên cả, thì để cho rất nhiều người họ chửi. Họ chửi để làm gì? Họ chửi là họ được nổi tiếng trở lại. Nhưng mà nổi tiếng này là nổi tiếng chửi, nổi tiếng hung dữ. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi. Tôi nói rồi, cái anh hai mặt này nè, nếu mà ảnh á không có đụng tới á cái cô gọi là cái cô gì, cô 30 tỷ này, thì chắc chắn cuộc đời của anh này sẽ lên hơn. Nhưng mà tại vì cái đây là cái sao chàng hãng, tại cái sao chàng hãng nó nằm ngay cái háng hãng ảnh nên háng ảo, cho nên gặp hãng rồi nó hãm háng ảnh, thì ảnh bị cái phong long nó rất là nặng trong năm 2024 này. Cái phong long này nó nặng tuyệt vời, cho nên bây giờ phải đi ra chùa Ba Vàng, tôi chỉ cho đi ra chùa Ba Vàng để cầu xin quan gia trái chủ, để cho tống hết cái khí vận, không hết cái khí u mê, tống hết cái khí vận con người mà u mê ngu muội đó, tống hết ra. Thì tôi chỉ cho ở xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ngay chùa Ba Vàng, đi ra đó người ta rất cần đó. Cho nên cái nàng hậu này là gì? Nàng hậu này là bị trong cái vấn đề gọi là nhiều phong long quá, phong long lấy phong long đó rải lên cái bản mặt của cái anh hai mặt thì anh hai mặt bây giờ bị dướng cái phong long nặng lắm, bây giờ cần thiết. Cả nhà biết không, đi đến cái chuyện gì, ngồi cứ túm ta túm tiếu yêu yêu, cái chuyện yêu đương, cái xã hội này, cái tình yêu của người phụ nữ nó gì nè quý vị. Tôi nói thử coi đàn ông có nghĩ có đúng hay không nha. Cái tình yêu nó phải nửa kính, nó nửa. Giống như cái kiểu như mà con người mình nó phải có cái kính, nó hở, nó mới hấp dẫn cho người khác. Nó lộ liễu quá, nó sẽ không hay. Tình vội đến thì tình sẽ vội đi. Tình yêu mà, nếu mà họ đủ trưởng thành, họ đủ lớn, thì cái này tôi nghĩ là trong cái tình yêu này, tôi chỉ mong, tôi mong là họ mãi mãi sống bên nhau. Tôi sợ đây là cái sự mà lợi dụng lẫn nhau đó quý vị. Một cái người thì nghĩ là ôi người này là thế lực khủng nha, người này là nổi tiếng. Mà tôi còn nhớ năm xưa nè, tôi còn nhớ như in trong đầu của tôi, một cái nàng hậu này chửi ca sĩ, nghệ sĩ rất là nhiều. Chửi ghê lắm quý vị, chửi ca sĩ, nghệ sĩ ghê lắm. Quý vị còn nghe không?
quý vị còn nhớ không? Mà tự nhiên ngày mà khi mà bé Mớm đang bị cái sự mà bên bảy báo sáu bào mà tấn công đó, thì bắt đầu cô này nói: "Ê, Mến chú nghị sĩ du lịch mấy chục năm về trước rồi." Vậy đó quý vị. Ta nói cái cô này là cái lưỡi không xương mà nhiều đường lắt léo, mà cái mỏ không dành nó méo tứ tung, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được, nói cái gì cũng được. Cha mẹ mình đẻ ra mình là cái người xuôi, nhưng tại sao mình lại ăn ngược nói ngạo vậy hả cô? Bong bóng 30 tỷ, trời ơi, đụng tới chỉ là tiền tỷ không à, tỷ 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 triệu triệu đô không á, mà ngồi bán từng hộp kem. Tôi nói thật với quý vị, tôi mà giàu vậy đừng hòng tôi lên tôi bán gì, ý là tôi nghèo đây nè mà tôi còn không lên tôi bán hàng đây nè, đúng không? Tôi nghèo đây nè, có rất nhiều cái hãng nhãn hàng luôn á, mỹ phẩm đó, mời tôi về để làm thương hiệu đại sứ. Tôi nói no 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 no, trời ơi chị ơi, chị bán đi, chị lên chị livestream chị bán đi. Không, tại vì lỡ nghèo rồi, nghèo luôn không sao, đúng không? Nghèo là nghèo luôn rồi, không có cần thiết phải lợi dụng những người họ yêu mến mình rồi. Tôi nói thiệt với quý vị khán giả nha, tôi á, tôi là một người nó cực kỳ, nó dễ tính mà cực kỳ là cà chớn, mà cực kỳ là hiếu háo thắng, nói chung cái gì cũng nó cũng có hết trơn á. Nhưng mà quy lại một điều là mình sống mình biết cái lý lẽ, cái đúng cái sai, cái phải cái trái mình phải biết nằm cho nó cụ thể. Cái miệng á thì tiền tỷ tiền triệu không à, mà nói ra cái gì á không có cho ai, cho mà giống như cầm tiền khè vậy đó, khè tiền đó vậy nè. Rồi cái chị mới lên, chị nồng nồng, chị sồn sồn lên, chị nói nào là 30 tỷ nè, 40 tỷ nhà làm phim, nhà làm tùm lum tự lư hết trơn. Tôi nói thật với quý vị nghe, tôi mệt mỏi lắm. Tại vì sao? Tôi nói chứ tất cả quý vị nghe nè, cái tình yêu cũng vậy đó, hay là vợ chồng hay là bạn bè gì cũng vậy hết trơn á. Khi mình chơi với nhau á, ví dụ như cái người tốt á, thì họ sẽ, nếu mà cái tốt mà nó nhiều năng lượng á, thì nó sẽ lấn át những cái xấu đi hết. Mà nếu mà cái xấu nó quá nhiều đi, thì nó nhiều cái đó đi qua, thì nó sẽ hiềm hãm cái tốt của con người đó đi. Cho nên ta nói trong cái vợ chồng, trong cái cuộc sống, trong gia đình hay tình yêu gì cũng vậy, cái người mà tốt á, mà cái người tử tế á, mà cái năng lượng nó cao á, thì sẽ hạ con người kia, người kia sẽ theo hướng của mình. Ví dụ như hồi trước giờ mình xấu, mình ở với cái người chồng mà cái người vợ mình tốt á, thì mình sẽ theo. Còn nếu mình là hồi trước giờ mình tốt, mình ở với cái người tốt đó, mình mà mạnh, cái lực mạnh á, cái khí từ trường mình mạnh á, thì mình đẩy cái xấu đi, thì bắt đầu mình phải, cái người xấu đó phải nghe lời mình là người tốt. Nó là như vậy đó quý vị. Còn cái ở đây chắc có lẽ là cái anh này ảnh cũng là cái thể loại xấu như vậy, cho nên cái cô này cổ cái xấu cổ lấn áp, thì hai cái xấu nó cộng lại. Mình không nói là họ xấu như thế nào, tại vì cuộc sống họ có thể làm ăn cái quyền lợi, nhưng cái quyền lợi đây đừng có đi chà đạp, và đừng có lấy một cái người khác, đừng có đi nói xạo, nói dốc, nói gian, nói dối với người khác để mình bước lên cái đà danh vọng của mình, hay là mình đến một cái vị thăng hoa của mình. Ơi quên, xin lỗi, nói cái thăng hoa là nói khác, giống như mình gọi là mình cái một bậc của mình đi lên á, thì mình nghĩ là mình đạp người ta để mình đi lên là không được. Mình phải đi bằng hai cái đôi chân của mình. Nè, tôi gửi đến vậy nè, mình phải đi bằng hai cái đôi chân của mình. Mình phải vận dụng cái trí tuệ của mình để mình làm sao mình làm giàu, hay là mình sống, mình muốn nổi tiếng bằng sự liêm chính của chính bản thân mình. Đừng có dựa vào ai trơn, đừng có dựa vào cái candle người này, đừng có dựa vào người nọ, đừng có dựa vào người kia để mình bước lên. Mình đừng có chơi như vậy. Tại vì mình là người có trí, mình là một cái người nghệ sĩ, mình là người ca sĩ. Toàn là những người có máu mặt ở xã hội không à. Mà máu này là không phải là máu mặt rồi, máu này chắc máu chân hay máu tay gì rồi, chứ không có máu mặt, đúng không? Ví dụ tôi nói tôi muốn nổi tiếng, tôi muốn cho nhiều người họ yêu mến tôi, thì tôi có cái lòng, cái lương, cái tâm của tôi là cái tâm thật. Cái tâm thật nó mới trở thành cái tâm thiện. Nó không thật thì nó không ra được cái thiện. Hai con người này cái đầu này nó đã gian xảo rồi, nó giả dối, nó gian manh rồi, nó lừa thầy, nó phản bạn rồi, thì bây giờ nếu mà họ không làm điều đó thì đâu có được nổi tiếng. Tại vì họ cái sự gian manh, họ sống họ quen cái thói rồi. Giống như mình trong đầu mình nghĩ, tôi nói thật ở nhà, tôi không có tự xưng là tôi phong tôi tốt, nhưng mà cái cá nhân của tôi á, cái quan điểm của tôi á, nếu tôi muốn thành tựu, tôi muốn thành công, thì tôi đi chính bằng đôi chân của tôi. Nghèo cũng được, đi bán vé số cũng được, đi làm hồ cũng được, đi làm gì cũng được, mà bằng cả cái lực của mình. Mình nếu mình giỏi đó, thật sự là mình là người có năng lực, mình giỏi đó, mình ngồi ở đâu mình cũng giỏi, mình ở trong rừng mình cũng tính được cái chuyện mình làm giàu.
đúng không quý vị? Còn cái người mà có một cái người đã đặt lại mình, chứ không phải là mình nghĩ là mình khôn, mình khôn mà người ta ngu đâu. Không ai khôn để mình dạy, mà chẳng ai dạy để mình khôn. Tại vì cái mình quá khôn mà trở thành khôn lỗi. Khôn lỗi giống như cái con Tinh Tinh đó, quý vị thấy không? Con Bình Tinh đó, đó thấy không? Cái miệng nó chỉ yêu cái tướng có chút béo à, mà cái miệng xạo sự tung tiền ra những cái giống như nó làm trong lúc cần á thì bung ra như vậy để cho người ta thấy rằng cái cô này là vậy, nhưng mà trong tâm địa họ trong cái sự ma mị đó mà mình không thấy được, mà cái tâm họ liền thấy họ một cái người là luôn luôn hay gì cáo gắt sân si với người này nọ, thì tôi nghĩ rằng là cái cô mà gọi là cái cô hậu này nè, là cổ là thuộc gì, là gọi là cái gì hậu môn á, hậu gì tôi cũng không biết nữa. Cái cô này cũng bông hậu mà tôi nghĩ là cô này chắc hậu môn, sống luôn luôn là cái miệng cà đãi đằng. Tôi ghét nhất là hay đe dọa người khác ở cái nước tư bản đó nha quý vị. Có vậy mà quýnh người ta chết, thà là anh quýnh người ta chứ anh không có nên đe dọa và hù dọa người ta. Cái hù dọa là anh đi tù, chứ anh không có được quyền hù dọa. Anh hù dọa giống như là bắt người này lại phải hù dọa, phải làm này kia vậy đó, là cái tội lớn hơn cái gì mà anh đi mưu sát người khác. Anh mưu sát đó là trong tâm anh tức giận anh mưu sát người đó, hậu môn đó. Đúng rồi, mình là cái gì giống như không có hù dọa, cho nên dùng cái quyền lực, dùng tiền bạc, dùng quyền lực ngáo quyền ngáo quyền lực đó, đụng rang cái là bắt đầu là đe dọa người khác. Giống như đe dọa mày phải lên, mày phải làm vậy cho tao đó. Ở đây cái xã hội này, tôi nói là quý vị nên nhớ, đừng có dùng quyền lực, đừng dùng quyền lực để áp chế người ta, áp tài người ta phải làm theo ý của mình, sai rồi. Tiền là tiền của mình, người ta làm hay không là quyền của họ, không phải ép người ta phải làm theo ý của mình. Rồi người ta không làm ý theo ý của mình, rồi bắt đầu nhảy dựng lên, nhảy dựng lên cái nết như nước sôi đổ vô háng vậy là không được. Cái đàn bà mà cái nết đó, tôi nói thẳng với quý vị nha, tôi hỏi thiệt cái đàn ông ở đây nha, đang ngồi trên đường like của Thoại Nhân nha, đàn bà mà cái nết nhảy dựng vậy, tôi hỏi thiệt các anh có yêu không? Hỏi thiệt, hỏi một câu chân tình luôn. Đàn bà mà cái nết nhảy dựng mà cái mỏ nó lớn hơn cái trái tim á, nó lớn hơn cái tâm á, thì tôi hỏi quý vị đàn ông có thích không? Ở đây em không nói là thích hay không, em nói về cái khía cạnh khác giới thôi. Em muốn nói về cái người mà đồng giới, em nói về cái người khác giới thôi, em hỏi cái người khác giới thôi. Quê Hương cô chào con gái. Dạ, ủa vậy hả cô về Đà Nẵng hay hả cô? Dạ, chúc cô vui vẻ nha, về thăm quê hương của mình nha. Nói thương em à, thương em. Còn cái thằng nó lên đàn ông mà cái miệng nói chuyện mà đặt nhỏ nhẹ nói gì vậy đó. Mấy thằng nó giả tâm, nó giả tâm lắm cả nhà ơi. Ừ, đó, cái này là tất cả là gì, nó hết thời, hết thời 100% rồi, cái cơ hội sẽ không còn nữa, tại vì ác quá, ác quá, không còn có cơ hội. Bây giờ nói thật với cả nhà, mình dùng cái tình thật, mình dùng cái lòng thật để mình hóa chuyển cho chúng sanh, tức là cũng giống như công chúng của mình dùng cái tình thương thật sự của mình dùng cái thật của mình để mình làm cho người khác yêu mến mình, chứ không phải mình dùng cái sự xạo trá, cái cà chớn, cái xạo, cái nổ đó mà để làm cho người khác. Một người này mến mình, thích mình vì mình nói tiền, vì mình thích có tiền, mình thích nói thẳng, một ngày nào cũng phải lộ ra hết cái sự thật là ta không thích mình nổ, ta không thích ngộ luôn. Cái xã hội này người ta không thích mình nổ đâu. Mình à, cái của cho nha quý vị, không bằng cái cách cho. Tại vì cái của mình cho, cái người nhận á, người ta nhục rồi mà thể hiện quay hình lên nữa. Tôi nói thiệt tôi nhục lắm, tôi ghét mà nhất mà đi làm từ thiện cái quay lên. Quý vị biết không, cái mùa dịch vừa rồi đó, cái có mấy nữ ở trong phường á, làm bộ lại cho mấy cái đùi gà mà đâu ở bên Trung Quốc rồi chứ à, ở bển trong 1000 năm mà về chứa trong tủ lạnh 1000 năm vậy, đem ra cho, lại cho cái khu phố cái đem ra cho tôi, cái bắt tôi chụp hình đồ lên, tôi giục luôn. Tôi nói không nhận, cho thì nhận chứ chụp hình không nhận. Đã cho thì nhục rồi, nhận thì nhục rồi mình chụp hình. Không phải là mình nhận, mà nói thật với quý vị, đồ hôi đồ thúi không à, cái thứ mà đồ cho mà, cái của cho mà quý vị, đâu có phải mà cái của ăn của họ đâu. Họ cho giống như họ ban bố, cái từ mà ban bố, cho nên cái gì họ không có tốt cho nên họ mới đem cho mình, chứ không phải ta nói của cho mà có cho. Cái người mà giống như là anh đăng ký một cái hợp đồng đối tác của anh cần cái món quà tốt đẹp
nói chung là nổi đình nổi đám để nổi cộm nè, cái món đồ đó mình không ăn được mình mới đem ấy, quên, xin lỗi, cái món đồ đó mình ăn không dám ăn mình mới đem đến mình cho cái đối tác, vì đối tác là quyền lợi của mình. Còn mình đi ban bố cho người nghèo, đa số 100% là không có cái con người nào á mà đem cái tốt đẹp đến cho những người nghèo, đem đến những cái món đồ, ví dụ như đồ này đem cho, có ai mà mua cái bộ đồ bạc triệu cho người nghèo không? Thí dụ như 1 triệu phải 20 bộ, hay là 1 triệu phải là 5-10 bộ, mà con móc thêm cái người bán, tôi đi cho từ thiện đó, bà phải cho tôi, bà phải bán rẻ cho tôi đi. Cái đó là cái sự mưu cầu, cái người nghèo họ nhận vậy đó. Còn với cái đối tác quyền lợi thì nó cho những cái món đồ nó chưa dám ăn, còn nó cho cái người nghèo là những cái món đồ nó bỏ đi, đa số là như vậy. Cho nên con le le là cái cách hình xử nó như vậy. Cho nên khi cho lon mà những cái món hậu quà đó, quý vị thấy cái bóp cho trị giá 100 triệu, cái này trị giá mấy chục triệu, hay là làm bộ phim 30 triệu 30 tỷ, xin thưa quý vị, tôi nó nói từ đầu không ai đem không cho mình đâu, đem đến để cho người ta là những cái món quà. Cái giỏ này là 20 triệu, 30 triệu, 70 triệu. Tôi không cần cái giỏ nó 5-70 triệu, 5-70 tỷ gì hết đó quý vị. Không có cần, không có cần cái đó. Nhưng mà chỉ cần gì? Mình xài cái giỏ 100 triệu. Mà quan trọng mình có 1 tỷ mình bỏ vô hay không. Mà tôi xách cái giỏ tôi chỉ có 100 ngàn mà tôi có 1 tỷ tôi đựng là được rồi, đúng không? Cho nên cái màu mè của họ là họ nghĩ là cái đẳng cấp, họ mặc cái áo sang, cái quần sang, đồ hàng hiệu vô để nhìn vào cái đẳng cấp của họ, tức là những cái bộ đồ đó để che giấu cái sự dơ bẩn của mình đó hả. Những cái bộ đồ trị giá 5-70 triệu, 100 triệu để che giấu cái sự dơ bẩn của mình hả. Còn quý vị mặc cái bộ đồ chỉ 50 ngàn 70 ngàn là không cần phải che giấu cái sự thanh khiết của mình ra ngoài. Cho nên những cái nàng hậu á, bông hậu, bông bọc á thì hay thể hiện ra. Thì ở đây khán giả, công chúng sẽ nhìn rõ được điều đó ngày hôm nay. Dạ em chào các anh các chị à. Lên ngày hôm nay thì nhìn rõ được cái chân tướng của họ rồi. Cho nên không đừng lên lúc nào mà để giải trình, giải thích, bài giải nữa. Tại vì ta hiểu hết rồi. Khi mà cái mình đã hết thời đó, còn thời cởi ngựa bắn cung, hết thời ra chợ lụm dây thun bắn con ruồi mình bắn còn không trúng nữa, hiểu không? Chứ đừng có kiểu mà tắt quay tắt quát. Quý vị thấy không, con người ác á, quý vị thấy cái gương mặt của cái nàng mà gọi là nàng 30 tỷ không? Cái mặt hồi trước đẹp nha, bữa nay nhìn toát lên cái vẻ ác, cái vẻ ác liền. Gì á? Cái gì? Rồi rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Đó, quý vị thấy đi, nó rõ ràng vậy. Bây giờ cái gương mặt tự nhiên nó hiện lên cái ác liền. Cái mặt nó giống như nó nham hiểm, nó ác lắm. Nhìn cái mặt nó ác, nó ra cái ác rõ ràng trên cái ác đó. Quý vị thấy không? Cái đôi mắt của họ rất là gian, gian lắm nha. Nói chuyện đảo qua đó, quý vị biết không? Ai này ghê vậy nè, quý vị thấy nè. Nói thì có sách mách có chứng, đưa cái bằng chứng ra cái mặt, mà cái mặt là chết cha rồi, không tìm, chắc xóa rồi. Cái gương mặt nó không có từ bi, cái gương mặt không bao giờ có sự từ bi trong đó, không có từ bi. Nhìn cái mặt là mình biết là cái người này là đây nè, quý vị thấy không? Thấy không? Khi mà đối xử tốt với người nào đó thì mình kể ra, không có mỗi con người được. Ví dụ như em làm điều tốt cho tất cả quý vị đi, hoặc quý vị làm ngược lại cho em đi, cái người họ liêm chính á, họ suy nghĩ hoài vậy trời. Nghe chị, em ở nhà dưới này nè. Rồi rồi rồi, nó không có cái sự liêm chính ở trong đó, cho nên nhìn con người mình nó rất là gian xảo. Bây giờ ví dụ quý vị làm cho em làm cho quý vị, con người họ có một cái sự hiểu biết á, mình nhớ ơn chứ. Nhưng mà tại vì cái nhớ ơn đó đâu có đồng nghĩa ngày nào mình phải bưng bô người ta, mình đưa người ta lên vậy được. Anh làm điều gì tốt tôi cảm ơn anh, tôi nhớ mãi trong lòng của tôi tìm cách nào để tôi trả ơn đáp nghĩa, chứ không phải bắt tôi bưng cái bô bở cái đít hoài vậy được, hiểu không? Cái ơn là cái ơn, cái đúng là cái đúng, cái đúng với cái ơn hai cái nó khác nhau. Đâu phải anh làm ơn cho tôi rồi anh lợi dụng tôi, anh móc cổ móc đầu tôi như vậy được.
anh làm ơn cho tôi tốt, anh làm điều tốt cho tôi cảm ơn anh, nhưng không phải đồng nghĩa cái tốt của đó mà anh muốn chà đạp tôi như thế nào anh chà đạp. Anh lợi dụng cái lòng tốt của anh, rồi bắt đầu anh đưa cái hàng hóa cho tôi, cái hàng tồn kho anh đưa tôi bán, không có được như vậy quý vị. Cái điều đó là tuyệt đối, anh đừng dùng cái ân tình, cái ân nghĩa đó để anh lợi dụng cái lòng tốt của tôi mà anh đè, anh chặt chém tôi. Đó là đâu phải cái ơn đâu. Cái đó là anh đưa cái đồng tiền đó ra để anh buộc tôi phải làm theo ý của anh. Đó là sai. Hiểu không? Cái đó không phải. Có những cái tại sao mình cảm ơn người ta, mình không biết. Có những cái người họ làm ơn cho mình cả cái cuộc đời này mà không ai làm được đó, mà cha của người ta làm cho mình đó. Thì mình có thấy không? Cái đó là ai làm ơn hơn ai. Có chút xíu đây kể rồi. Một cái người mình từng kêu bằng cha, đã đào tạo cho mình đến mức độ này, đã trở thành một người nổi tiếng, nổi danh, có cơm ăn, có áo mặc, có cả xã hội đón nhận mình, cả công chúng đón nhận mình, thì cái ơn nào nó lớn hơn cái ơn nào? Hiểu chưa? Đừng có giả bộ từ bi. Từ bi phải từ tâm, chứ đừng có từ bi mà giả dối, chứ không có tốt. Cái này là kẻ có rượu người có mồi. Tôi nói thật á, con bé mớm nó là người sống chân tình, chân lý, rất là đàng hoàng, nó không có mất dạy. Thì mong rằng á, đây là nè, hai cái con người này bây giờ, cái chuyện cá nhân hai người yêu nhau, tôi không có phản biện vân cái gì phân trần gì hết. Yêu nhau là tốt, lấy nhau là tốt, có sanh con đẻ cái là tốt hết. Chuyện đó yêu đó là cá nhân, mà đừng có gì cái yêu đương đó mà miệt thị người khác. Tại vì tôi gửi đời đến cho cái thằng hai mặt này. Cái thằng hai mặt phải hiểu được từ đâu mà mình có được cái tên nghệ sĩ Vũ Luân. Nên phải nhớ cái điều đó. Cái tên của mình người ta gọi là anh Vũ Luân ơi, thì phải nhớ rằng anh Vũ Luân từ đâu, cái tên này ở đâu ra. Chắc cũng nhờ ông Hoàng Cái Lương. Mà ông Hoàng Cái Lương là ai? Là ba ruột của bé Loan. Hiểu chưa? Cái đó mới là cái quan trọng. Cái tên Vũ Luân ngày hôm nay người ta biết đó là ai, ai ban cho mình. Có phải là cố nghệ sĩ hay không? Mà cố nghệ sĩ là ai? Là ba của Loan. Dù cho bây giờ em mình đâu có hơn mình để chăng nữa, một chút xíu cũng không có sao, nó không có gì hết trơn á. Đừng có mắc mỏ, đừng có hơn thua, đừng gì, đừng có trọng cái lỗ đó mà xem thường đứa con của mình. Ê, xin lỗi, đứa em của mình. Trọng lỗ mà khinh lòi. Đàn ông, tôi nói con ruồi á, nó không bao giờ nó chui vào cái hũ muối nó chết, mà nó chui vào cái hũ mật nó chết, mà ngọt mật thì chết con ruồi. Mà có đáng không? Có đáng để chết không? Trời ơi, nhiều khi mình với trợ lý chết trụng lỗ. Không có được, nghe không? Mình phải nghĩ được, bây giờ người ta làm gì làm. Mình nói, ô anh Vũ Luân, em cảm ơn chị Lê Xúy. Ôi anh Vũ Luân, ủa Vũ Luân, Vũ Luân hả? À Vũ Luân, à Vũ Luân hả? À đúng rồi, Vũ Linh, tôi Vũ Linh, Vũ Linh. Là ai vậy, ở đâu có cái tên này? Dạ ba Vũ Linh đặt cho con Vũ Linh, là tên Vũ Linh. À vậy hả? Ô cái người này ân nhân của mình nè, cái người này ân nhân của mình nè. Bây giờ mình phải đền trả ân nhân. Mà tới khi ngày ông ta mất, ông có trả ơn cho cố nghệ sĩ Vũ Linh, Linh cái gì chưa? Thì đây là cái cơ hội, đây là cái cơ hội để trả lại cho ba Vũ Linh, để cho cái linh hồn họ cảm thấy thanh thản. Hiểu không? Cảm thấy thanh thản. Chứ không phải nói là ôi trời ơi bây giờ như vậy rồi, bây giờ không biết làm sao. Đền cái này là đền ơn chưa? Đền dữ chưa? Đền ơn là đi nói xấu con hả? Nói xấu con ta hả? Xem thường con ta hả? Không đúng hả? Cái đó là cái tàn nhẫn nhất mà mình không thấy được. Cái tâm mình sai, con người mình sai, cái lòng mình sai, nhưng mà mình luôn luôn mình nghĩ cái sai của người khác. Tại sao mình không nhìn nhận lại cái sai của mình mà mình nhìn người khác sai? Đúng không? Đó là cái điều đó là hoàn toàn là tôi không đồng ý với bông bụp với lại cái anh bong bóng. Hiểu không? Con người mình sống là mình phải gì? Bong bóng là nó dễ nổ lắm. Tôi nghi một ngày nào bong bóng nổ, một công nhận tôi nghĩ cái bà này bà hay. Trả cái bàn thờ, trả một cái bàn thờ. Mình nói mình không nhắc trả là không lấy, mình nhắc để làm gì? Mình kể làm chi? Cái bàn thờ là còn mấy giờ trả lại đi để thờ hai người. Được không? Để thờ hai người. Để thờ hai người đó. Chứ sống mình tự nhiên tối ngày cứ lấy lo cái bàn thờ ra kể. Những chuyện người ta làm lớn cho mình, ta nói cả cuộc đời mình. Một cái ông mà ông giúp đỡ cho mình, ông Hoàng Cái Lương, là tức là cha của người ta đó, giúp cho mình, người ta không nghĩ tới cả cái cuộc đời mình còn một cái tiếng
lan truyền ở một cái xã hội này, tất cả công chúng họ đều biết tới mình là ai giúp. Ai giúp? Chị nghe Lê Minh chửi chưa chị? Chưa, chị ít có nghe hay chửi lắm. Đúng rồi chị, nó nói nó trả lại cho Hồng Loan đi chị. Trả cái gì mà trả cái bàn thờ, đừng có đụng tới mình, đụng cái gì cũng được, đừng có đụng tới cái bàn thờ. Tổ tiên ông bà của mình hay là mình đưa cái bàn thờ đó, một người cũng vì cái bàn thờ mà ngày hôm nay đó, bây giờ khổ sở gần chết đó, thấy chưa? Cũng vì cái bàn thờ, đòi bàn thờ thì ngày hôm nay trong tương lai chắc đi theo rồi, đi theo cái đám đó luôn rồi, chuẩn bị đi theo cái đám đó đó. Đụng bàn thờ đó là mệt, cái gì cũng được hết quý vị, đừng có đụng tới cái bàn thờ, vì cái bàn thờ đó là thờ ông thờ bà, cái người họ mất đi rồi, họ linh thiêng. Cái chỗ người ta đang ngồi đang ở mà cái ông cứ chạm tới hoài, chạm cái gì chạm, đừng có chạm tới cái bàn thờ, hiểu không? Nói là bàn thờ nè, cho mọi người coi cái ghi âm đó, Hồng Loan nói không có gì. Hồng Loan nói nè, người ta nói cái bàn thờ nó nhiều tiền, Hồng Loan mới thấy ôi mua rẻ thôi 12 triệu thôi, cái chuyện đó nó quá tốt quá chứ. À, chờ em chút xíu đi, xuống lại. Chị nói anh hai trả tiền lại cho Hồng Loan đấy. Ờ, để kêu trả tiền thôi, cái đó trả để làm gì, chuyện anh em họ xử, mà mình nói đây cái đúng cái sai thôi quý vị. Chứ giờ mình nói bây giờ nó làm sai nó cũng làm sai, ủa sao cho rồi mà đòi lại, không phải đòi mà nhắc. Không phải đòi mà nhắc, mà nhắc cái gì, ví dụ cho quần cho áo cho tiền cho bạc nhắc được, mà cái bàn thờ không nên quý vị. Tại vì cái bàn thờ mà nhắc là nó đụng, gọi là động mồ động mã rồi, cái này là hoàn toàn không có nên, nói thiệt buồn chịu. Đây là bông hậu này, trong tương lai giống như cũng khiến tới ngày đó, tới ngày tới giờ đó cũng giật dậy cho cái cô này sắp sửa bung lụa rồi, sắp sửa đi đai rồi đó.